Xin mời các bạn đến với thánh địa Old Trafford Gò Xoài nha các bạn. Các bạn hôm nay có thấy điều gì lạ lạ không? Gò Xoài bữa nay hoang tàn như một cơn giông bão nhẹ nhàng đi qua. Mới tuần trước đây thôi, Gò Xoài vẫn đẹp, vẫn tuyệt vời. Mái che lưới làng lung tung. Bây giờ các bạn nhìn đây, chống lóc, chống nóc hết rồi các bạn ơi. Chỉ vì một cơn bão giông nhẹ nhàng, tóc mái tất cả các bạn. Mời các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ xem kèo tay cho vui vẻ nha các bạn. Đi trước màn hình ống kính của Đại Lâm là Triều Vĩ, Thái Salem và Phước Mâm đến từ Dầu Tiếng Bình Dương. Còn bên kia là Anh Thi, Thanh Hoài xe tải và Phong. Đây là 3-3 xe các bạn. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính nha. Phước Mâm vừa có một pha xử lý quá tuyệt vời. 2-3. Một xe. Cường Kỳ sẽ ghi cho anh Balotelli và cộng Gò Xoài Hoàng Di sẽ ghi cho bộ đội trận chiến kèo hẹn. Bên kia nha. Rất đáng tiếc cho Triều Vĩ trẻ. Dột mốc bay ra ngoài, tỷ số 5-2 nghiêng về cho Thanh Hoài. Cổ tài đó lâu. Đi trước màn hình công kính cơ lâm là những cầu thủ trẻ sinh năm 2000-2001 không nha các bạn. Cầu thủ này là sinh năm 2008. Đây là bộ đội BB, quá đẹp trai dễ thương. Chúc mừng kênh bộ đội BB đã bật được việc được kiếm tiền YouTube. Dây. Dây coi Thái ơi. Trong sân ra chị ơi. Lên đó lắm ạ. Một pha bóng gõ của tay của Thanh Hoài, bóng đi lơ lửng, đứng hình ba cầu thủ trẻ. Lại là Thanh Hoài một cú trẻ vừa lần số 6, quá ghê gớm. Vậy mày đừng có đánh. Tỷ số tại giờ là 8-2 nghiêng về cho Thanh Hoài. Wow! Một pha bóng quá đẹp. Phải nói là quả bóng đấy là hình như là cắm có một mét các bạn ơi. Quá hay là thằng em sinh viên. Một pha đường y quá tuyệt vời nặng ký của Thái Salem. 38. Thanh Phong làm gì? Quá tuyệt vời cho một cầu thủ trẻ Triều Vĩ thủ banh. Trời ơi. Không hiểu điều gì. Thái chỉ một quả phản công cho Phước Mâm. Quá tuyệt vời cho Phước Mớ một quả đường truyền gạt trắng. 4-9. Phước thì nó khi solo với thằng Gơi được không? Với thằng Gơi không. Tôi ngủ nhặt nhặt ra rồi đụng má rồi chảy máu rồi. Không có tiền. Không có chảy. Đu mắt bồ tôi. Một pha xử lý đầy kinh nghiệm của Thanh Hoài gõ cổ tay lỗ số 6.
cống không vậy? Đâu có chảy máu đâu. Chảy máu là có tiền. Ok, chúc bạn thành công. Má, tình. Thế cái gì? Đỡ cho bạn không tôi. Bóng ra ngoài. Điểm bóng 5-10. Mọi chuyện có thể xảy ra. Cố gắng lên cây em. Đi số hiện tại bây giờ là 5-10. Quá hay. Cho một pha chuyền bóng của Thi Mập. Vòng hai kết thúc quá đẹp. Điểm bóng 11-5. 11-5. Thái Salem. Cầu trái. Quá tốt. Triều Vĩ vừa có một pha công rất quy lực. Bóng chạm tay trắng của Phong. 6-1. Điểm bằng vàng quá vậy bộ đội. 6-1. Mất bệnh. Từ từ. Phước Mớm làm gì đây? Cổ tay Phước Mớm quá dẻo. Phước Mớm là một trong những cao thủ solo kỳ với Vũ Nhân Trạch Cư Khôi. 7-11. Chết đi. Bóng phát điểm ăn trực tiếp. 8-11. Quá tốt cho các em sinh viên một tràng pháo tay. Vui. Phước Mớm vừa có một pha phát bóng bằng điểm trực tiếp quá đẹp. 8-11. Phước Mớm vừa phá một quả. 8-12. Ghê trời. Không ghê sao đánh được. Gơ tay nó vậy, gơ tay. 12-8. Em kia cho lao động với nó đâu. Anh bầu cho em á. Nhưng mà anh bầu cho em. Bầu cái gì? Bầu cho lao động với nó. Rủ gì mày rủ ở đây không? Kêu anh rủ, rủ không? Anh bầu cho tèo đó. Quá tuyệt vời cho khoa nổ bơm của Triều Vĩ. Anh bầu cho tèo, tèo ăn anh lấy thôi chung. Vô em. Điểm bóng. Chín ba. Ăn anh lấy thua tèo chung nghe chưa? Một pha đè cổ tay của Thanh Hoài quá quy lực. Thì sao tại giờ là đập bùn râm bùn. Thanh Hoài vừa phát bóng hồng. Đập đập bùn. Phước tự đưa Bồ Nhà, Hoàng Sa và Trường Sa càng xa hơn. Xin chúc mừng cho team của Thanh Phong, Thanh Hoài và Thi Béo. Tỷ số 15-10. Xin các bạn, hôm nay các bạn nhìn thấy gì lạ không các bạn? Đây là thánh địa Gò Sòi sau một đêm giông bão. Em thấy lạ anh Lâm. Sân bây giờ nhìn quá lạ các bạn ơi. Mới tuần trước thôi. Nhìn quá đẹp. Quá tuyệt vời cho thánh địa Old Trafford Manchester United. Còn bữa nay nhà lá rồi các bạn ơi. Sau một đêm may mắn là không có người nào bị chấn thương, tai nạn. Là mừng rồi các bạn. Ok. Chúc các bạn xem bóng vui vẻ những buổi chiều nha. Các bạn nhớ share và like, like và share.